Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh ẩm thực của Mio Food. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người về phô mai. Thì ở những clip trước thì mình đã giới thiệu cho tất cả mọi người về phô mai Edam, này, phô mai Gouda và phô mai Emito. Thì trong các dòng phô mai thì không thể không nhắc đến đó là phô mai Mozzarella và phô mai Cheddar. Thì clip hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người phô mai Cheddar, cái quá trình hình thành cũng như cái cách mà nó tạo ra một phô mai Cheddar và những dòng phô mai Cheddar nó thông dụng nhất trên thị trường. Thì đầu tiên thì mình phải nói về cái tên của phô mai này, tên Cheddar. Thì tại vì sao mà nó có tên Cheddar mọi người? Thì cái tên Cheddar này là một thành phố ở Anh và nó bắt nguồn từ ở nước Anh, nên là nó lấy luôn cái tên thành phố, cũng giống như phô mai Edam và Gouda đó, nó cũng lấy luôn cái tên thành phố mà nó sản xuất ra phô mai. Thì Cheddar này nó cũng gọi, nó được sản xuất ở thành phố Cheddar ở Anh và nó đặt tên là Cheddar luôn nha mọi người. Về trên thị trường thì nó rất là nhiều dòng của phô mai Cheddar, đó là phô mai trắng và phô mai Cheddar cam, cái màu cam đặc trưng, và loại Cheddar màu trắng. Thì hai điểm này nó khác nhau như nào? Thì ở phô mai Cheddar màu cam á, thì nó trong quá trình lên men người ta có xúc tác thêm một chất đó là annatto, thì cái chất này nó tạo nên màu sắc màu cam của phô mai. Và màu trắng thì nó không có chất xúc tác này nên là nó không có tạo màu cam được. Về thời gian mà để lên men cũng như quá trình mà sản xuất phô mai Cheddar thì nó sẽ rơi tầm khoảng từ 3 đến 24 tháng. Thì tùy vào cái thời gian mà cái độ ngon của phô mai Cheddar nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Ví dụ như cái phô mai đó mình đã làm ở thời gian mà tầm khoảng 6-7 tháng thì nó sẽ không ngon bằng mà cái phô mai mà để thời gian dài, ví dụ như 24 tháng thì cái thời gian mà dài nhất để làm ra mỗi khối phô mai. Phô mai Cheddar thì thường là cái vị của nó rất là béo và nó không có quá sợi và dẻo như phô mai Mozzarella. Thì Mozzarella thì nó kéo sợi được, còn phô mai Cheddar thì nó chỉ béo và nó không kéo sợi được nha mọi người. Khi mà chúng ta, đó là nãy là mình đã nói qua về cái màu sắc của phô mai Cheddar. Còn bây giờ mình nói về cái thành phần mà sản xuất phô mai Cheddar. Thì thành phần sản xuất phô mai Cheddar đó là sữa bò 100% nha mọi người. Và tiếp theo đó là mình muốn nói đến đó là cái quy cách mà trên thị trường này người ta hay dùng. Thì đó là thường là cách lát. Thì cách lát thì nó thường dùng cho các món đó là hamburger này, bánh mì sandwich. Thì khi mà chúng ta ăn bánh hamburger thường là người ta sẽ dùng lát trắng hoặc là lát cam. Nhưng mà ở các nước phương Tây thì nó sẽ dùng hai loại luôn, nó làm cho cái bánh hamburger nó đẹp hơn. Đó là nó vừa có màu cam và nó vừa có màu vàng nhạt, nó có hai màu sắc trong chiếc bánh hamburger. Thì ở những chiếc bánh hamburger mà nhiều lớp hoặc là nhiều tầng thì người ta sẽ dùng những cái màu sắc của phô mai Cheddar xen kẽ nhau để làm cho cái bánh hamburger nó đẹp mắt hơn mọi người. Còn phô mai Cheddar nghiền khói á, thì người ta thường dùng thì khi mà chúng ta dùng nghiền khói thì chúng ta có thể cắt lát ra cũng được, nhưng mà chúng ta không có khéo tay. Nếu mà chúng ta không khéo tay thì chúng ta cắt cái phô mai Cheddar nghiền khói thì nó sẽ không đẹp mắt. Thì khi mà dùng bằng máy slice thì nó sẽ đẹp mắt hơn. Còn phô mai nghiền khói thì chúng ta có thể chế biến biến tấu được nhiều món ăn hơn. Ví dụ như chúng ta cắt hạt lựu này, chúng ta dùng trực tiếp, hay là chúng ta có thể làm cho món salad, hay là chúng ta làm cho các món nướng chúng ta kèm với phô mai thì nó rất là ngon mọi người. Vì sao mà cái phô mai Cheddar này nó rất là được các quốc gia ưu thích về cái loại phô mai này? Thì đầu tiên mình phải nói đó là cái thành phần dinh dưỡng cũng như giá trị dinh dưỡng của phô mai này nó rất là cao. Và cái phô mai này, cái hàm lượng chất béo của nó rất là nhiều, cũng như khi mà chúng ta ăn phô mai Cheddar thì nó rất là béo và nó rất là thơm, nên là cái phô mai này nó rất là được ưa chuộng. Thì ở Việt Nam thì phô mai Cheddar thì hay được dùng cho các món như là hamburger này, salad này, dùng trực tiếp này, để chúng ta ăn uống với rượu vang, ăn kèm với rượu vang, trái coi, rất là nhiều cách ăn khác nhau. Nãy giờ thì mình nói nhiều quá về phô mai Cheddar này rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng phô mai Cheddar của hiệu Grand Hop ở bên công ty mình đang kinh doanh. Thì bây giờ mọi người cùng theo dõi mình nha. Thì hiện tại mình đang có một khối đó là phô mai hiệu Grand Hop, phô mai Cheddar. Thì phô mai này là Cheddar cam nha mọi người. Thì ở bên mình có Cheddar trắng và Cheddar cam. Thì ở clip sau thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về Cheddar trắng cũng như cái hình dáng của Cheddar trắng nha. Thì đó thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái hôm nay thì mình quay cho mọi người xem về cái Cheddar màu. Thường là mọi người hay kêu là Cheddar trắng và Cheddar màu, chỉ khi ai kêu là Cheddar cam như mình lắm. Thì cái khối này nó có khối lượng là 2,5 kg nha mọi người, của hiệu Grand Or. Thì một thương hiệu của, thì cái thương hiệu Grand Or này là của Hà Lan nha mọi người. Thì một thương hiệu Grand Or nó có cái quá trình hình thành cũng như phát triển rất là lớn ở châu Âu, chuyên về sản xuất các dòng phô mai. Thì trong đó có phô mai
cheddar và những loại phô mai khác. Đó là một loại thương hiệu, đó là một thương hiệu mà chuyên sản xuất các dòng phô mai như thế này. Như mọi người theo thói thì với khối phô mai này mọi người có thể dùng rất là nhiều món khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể làm bánh hamburger này, salad này, ăn kèm với các loại salami vân vân. Thì nó rất là dễ sử dụng cũng như rất là dễ chế biến và thời gian bảo quản của nó cũng khá là lâu mọi người. Ok mọi người, thì như mọi người đã thấy đó là một khối phô mai cheddar của hiệu Gardena, một thương hiệu của Hà Lan. Thì phô mai này thì là nguyên khối nha mọi người. Thì với phô mai nguyên khối thì mọi người có thể về tự cắt ra làm được nhiều món rất là khác nhau. Thì khi mà chúng ta chế biến món ăn thì phô mai nó không thể thiếu đó trong các bữa ăn của các nước phương Tây. Thì qua thời gian cũng như du nhập từ nước ngoài về thì phô mai nó đã là một cái món ăn khá là quen thuộc của người dân Việt Nam. Cũng như các bữa tiệc ở các nhà hàng thì người ta cũng rất là hay dùng phô mai. Đặc biệt là phô mai kéo sợi mozzarella hoặc là phô mai cheddar làm cho món bánh hamburger này. Thì giới trẻ cực kỳ yêu thích, trong đó có mình thì mình cũng khá là thích phô mai cheddar như này. Thì mình có những cái clip mà làm về bánh hamburger từ phô mai cheddar này rồi. Thì nếu mà mọi người chưa xem thì mọi người có thể xem qua nha. Thì clip của mình đến đây chắc cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Thì ở clip sau mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người về phô mai mozzarella và các dòng phô mai ở trên thị trường. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau.